Sau một mùa hè bổ sung được những cái tên chất lượng ở trên thị trường chuyển nhượng, Everton đang rất quyết tâm để làm nên điều thần kỳ ở mùa giải năm nay. Dù phải thi đấu xa nhà tại vòng 3 ngoại hạng Anh, nhưng trước đối thủ Crystal Palace, liệu họ có thể có được chiến thắng trận này? Crystal Palace mùa giải này chính là một trong những ứng cử viên sáng giá cho suất xuống hạng. Tuy nhiên, bất ngờ khi hai trận đấu đầu tiên tại EPL, Palace đã giành những chiến thắng quan trọng. Trong đó, đặc biệt là trận thắng 3-1 ngay trên sân của ông lớn Manchester United. Trận cầu trên sân Old Trafford đã chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của Wilfried Zaha. Ngôi sao người bờ biển Nga đã đóng góp 2 bàn thắng trong trận này. Nếu tính cả trận đấu mở màn, Zaha đã có cho mình 3 bàn thắng tại EPL năm nay. Với phong độ thăng hoa, Zaha chắc chắn sẽ là cái tên nguy hiểm nhất mà Everton phải hóa giải. Trái với đội chủ nhà, đội khách Everton lại có sự bổ sung chất lượng là James Rodriguez. Cùng với huấn luyện viên Carlo Ancelotti, họ đang rất hy vọng sẽ bay cao ở mùa giải năm nay. Cho dù những trận giao hữu trước thềm mùa giải không đạt được nhiều kết quả tốt, nhưng khi bước vào những trận đấu chính thức, Everton đang cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác khi cũng sở hữu cho mình thành tích 2 trận thắng liên tiếp. Chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Tottenham hay trận thắng giòn giã 5-2 trước West Brom là minh chứng rõ cho phong độ tuyệt vời của họ. Tiền đạo mũi nhọn Dominic Calvert-Lewin đang có thành tích ghi bàn rất tốt khi anh đã có 4 bàn thắng tại EPL. Đáng chú ý khi trận đấu vừa qua, tiền đạo này đã lập một cú hat-trick. Sẽ không bất ngờ nếu trận đấu tới, tiền đạo người Anh tiếp tục được tin tưởng cho vị trí mũi nhọn của nửa xanh thành Merseyside. Bên cạnh đó, Richarlison cũng đang thi đấu khá ổn để khuấy đảo bên cánh trái. James Rodriguez hòa nhập rất nhanh vào lối chơi và hàng phòng ngự đang chơi khá ổn tính tới thời điểm này. Nhìn chung, nếu Palace có ngôi sao lớn nhất là Wilfried Zaha thì bên phía Everton, họ có cả một đội hình là những ngôi sao đang thi đấu cực kỳ nổi bật. Lối chơi của Palace dựa khá nhiều vào sức mạnh và tốc độ. Cách triển khai tấn công của họ cũng khá đơn giản khi chủ yếu là những đường bóng dài và tổ chức phản công. Tuy nhiên, khả năng tận dụng cơ hội của Crystal Palace mùa giải này là khá ấn tượng. Everton của huấn luyện viên Ancelotti sẽ phải rất cẩn trọng điều này. Tấn công nhiều nhưng không được phép sơ hở trong khâu phòng ngự. Chỉ một thoáng mất tập trung thì các cầu thủ tốc độ bên phía đội chủ nhà như Zaha hay Townsend sẽ ngay lập tức trừng phạt. Mọi số liệu thống kê vẫn đang nghiêng về phía Everton khi họ đang có thành tích đối đầu rất tốt trước Crystal Palace. Đội bóng thành phố cảng hoàn toàn bất bại trước đối thủ kể từ năm 2015 cho tới nay. Thật vậy, trải qua 11 trận đấu giữa hai đội thì Everton đã hoàn toàn bất bại, trong đó có được 5 chiến thắng. Thành tích của họ mỗi khi phải làm khách trước Crystal Palace thậm chí còn tốt hơn khi trải qua hơn 10 năm. Kể từ sau thất bại trước đối thủ vào năm 1994, cho tới nay, Everton đã hoàn toàn bất bại trước đối thủ. Trước thành tích ấn tượng như vậy, thật khó để Everton có thể đánh rơi được điểm số trong trận này. Mức kèo tài xỉu nhà cái ấn định cho hiệp 1 của trận đấu là 0,75. Người chơi đặt tài sẽ được ăn 1,71 nếu trận đấu ra tài và đặt xỉu sẽ được ăn 0,25 nếu trận đấu ra xỉu. Mức kèo tài xỉu của nhà cái đưa ra cả trận là 2,25. Người chơi đặt tài sẽ được ăn 2,01 nếu trận đấu ra tài và được ăn xỉu ở mức 1,81 nếu ra xỉu. Trong 5 trận gần nhất của cả Crystal Palace và Everton thì đều có được 3 trận về kèo xỉu, 2 trận về kèo tài. Dự đoán tỷ số Crystal Palace 0, Everton 1.